Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh và bảo vệ môi trường là nhân tố thúc đẩy sự phát triển du lịch bền vững. Thời gian qua, các cấp các ngành địa phương trên địa bàn tỉnh đã phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo môi trường tại các khu điểm du lịch. Với những giá trị cốt lõi về văn hóa và lịch sử, Trung tâm Bảo tồn Di tích Lịch sử Văn hóa Cố đô Hoa Lư là một trong những điểm đến khá hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Với số lượng khách tham quan ngày càng tăng, công tác bảo vệ môi trường, khu du lịch luôn được quan tâm, chú trọng thực hiện. Đặc biệt, để triển khai thực hiện bảo vệ vệ sinh môi trường trong và sau dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, Trung tâm cũng đã tăng cường bằng nhiều hoạt động cụ thể. Chúng tôi thông qua hệ thống loa phát thanh của đơn vị cũng đã tuyên truyền tới các hộ kinh doanh dịch vụ, cũng như du khách thực hiện tốt nếp sống văn hóa văn minh khu di tích, bỏ rác đúng nơi quy định và hạn chế việc sử dụng túi ni lông. Chúng tôi cũng tăng cường cái lực lượng dọn vệ sinh, đặc biệt là trong công tác chỉ đạo thì chúng tôi chỉ đạo các đoàn thể như là đoàn thanh niên, như là công đoàn sẵn sàng ra quân tổng dọn vệ sinh để đảm bảo cảnh quan sạch đẹp. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phối kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác thu gom rác thải, và rác thải sẽ được đưa ra khỏi di tích trong ngày, không để việc rác thải ứ động trong di tích. Để xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng mỗi du khách, Trung tâm luôn quan tâm thực hiện tốt việc nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ, những người làm dịch vụ, phục vụ du lịch nhằm hình thành nếp sống văn minh trong hoạt động du lịch nơi đây. Với hàng nghìn lượt khách mỗi ngày sẽ kéo theo lượng rác thải ra môi trường ngày càng nhiều. Do đó, trong những ngày Tết, Trung tâm giao cho đoàn thanh niên đảm nhận công việc dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài khuôn viên đền Đinh và đền Lê. Phát huy cái vai trò của đoàn thanh niên thì chúng mình đã tăng cường xung kích và ra quân, không chỉ dọn dẹp ở trong phạm vi của đền mà bọn mình còn bên ngoài khuôn viên của hai đền. Đúng như cái tinh thần của tuổi trẻ xung kích, các đoàn viên rất là tích cực, hăng say và nhiệt tình. Các bạn không ngại khi mà bọn mình phát động những phong trào này đâu, các bạn rất là sẵn sàng. Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường cho dịp Tết Nguyên đán, dịp đón khách đông về tham quan chiêm bái tại Cố đô Hoa Lư, thì trong ngày Tết thì đoàn viên thanh niên trong cơ quan tăng cường công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường vào đầu giờ làm việc, buổi sáng sớm và cuối giờ làm việc khi mà đã hết lượng khách đến tham quan. Cố đô Hoa Lư với bề dày thời gian lên tới hơn 1.000 năm, nơi đây lưu giữ các di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt. Đến đây du khách sẽ được đắm chìm trong không gian tĩnh mịch sâu lắng. Em đến đây là lần thứ hai rồi, hôm nay đến đây thì thấy thay đổi rất là nhiều. Thứ nhất là người đến tham quan là nhiều, có rất là nhiều khách du lịch. Thứ hai nữa là về cái công tác vệ sinh môi trường nó rất là tốt. Bố trí rất là nhiều những cái khu vực mà để có thể là bỏ rác thải này. Thứ hai nữa là về những cái đồ lặt vặt linh tinh nó không thấy còn vương vãi trên đường đi nữa. Thứ ba nữa là cảm nhận là con người nó cũng rất là hòa đồng và thoải mái. Không khí thì ở đây rất là sạch sẽ, ôn hòa và trong lành. Đến Cố đô Hoa Lư trong những ngày đầu xuân năm mới, du khách sẽ cảm nhận được cảnh quan môi trường khu du lịch đã ngày một tốt hơn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên, tinh thần thái độ phục vụ du khách đã có sự chuyên nghiệp, nếp sống văn minh, lịch sử của người cố đô đang tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách trong và ngoài nước khi về tham quan, chiêm bái khu du lịch. Gạo sạch AQ, thịt lợn thảo dược, thịt dê, sữa dê thảo dược AQ. AQ sản phẩm thơm ngon, bổ dưỡng đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. AQ nhận cung cấp thực phẩm đến tận các bếp ăn tập thể, hộ gia đình. Hotline 0965 109 868. AQ chỉ có ở tổng công ty giống cây trồng con nuôi Ninh Bình.